Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và theo yêu cầu của tất cả các bạn thì ngày hôm nay mình sẽ review vào cái chế độ Zoom Escape. Hoặc là anh em có thể gọi chế độ này là chế độ Zoom thủ cửa. Tại vì rất là nhiều anh em hóng hớt cái chế độ này vào CS Việt Nam. Hiện tại thì cái chế độ này nó chỉ ở CS Trung Quốc thôi. Và ngày hôm nay mình sẽ chơi cái khẩu súng SMG huyền thoại rồi anh em ơi. Đó là con hàng TMB. Nhưng mà phiên bản lần này đó là phiên bản TMB mắc quỷ nha, đua CMB nha. Con này hình như là cũng chưa về Việt Nam bạn ơi, để test trong cái chế độ này thử xem sao. Và chế độ này thì anh em nên gọi là mua nhiều đạn vào và sử dụng những khẩu súng gọi là MG hoặc là SMG. Nói chung là nhiều đạn vào chứ ít đạn cầm mấy khẩu súng Fry thì không thể nào mà chơi chế độ này được đâu. Và chế độ này có một cái đặc biệt nữa, khi mà chiến binh gọi là chết một số lượng nhiều, một số lượng nhất định thì chúng ta sẽ biến thành cái con hero mà cầm súng phóng liệu bạn ơi. Không biết là cái án này tới nữa mình có được thành hero không. Nghe nói cái chế độ này là rất là khó thắng luôn bạn ơi. Hình như tỷ lệ thắng là 1 trên 0.1%. Nó rất là khó thắng. Nó phụ thuộc vào rất là nhiều đồng đội nữa. Đồng đội mà đạn ít mà sau khi mà biến thành hero mà không có đạn ấy, là mỗi banh của nó là chỉ là 3 viên phóng lựu, trên cho 3 viên phóng lựu thì định mệnh nó làm sao mà win nói. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục lên trên cái vòng thủ thứ hai trên này nha. Anh em có thể đứng cái chỗ cửa sổ nhỏ này mà bắn. Đây là cái hôm mà tiếp đạn này, chúng ta vào đây chúng ta lấy đạn. Ồ, qua cái con cầu đây, đây là một cái cầu định mệnh nè. Anh em qua cái cầu định mệnh này là định mệnh phải nhân ship nha. Không cái mấy con tia chớp nó quanh một phát là định mệnh sắp mệt. Rồi chỗ này thì Zoom nó có thể gọi là nhảy qua chỗ này nên là chúng ta phải thủ chỗ này bạn ơi. Zoom nó nhảy khiếp lắm. Bây giờ là phải chờ đây, mở cửa này vô này. Đây, đây là một cái map gọi là Zoom thủ cửa mới nên là mình chơi mình khá là thích luôn bạn ơi. Không có bạn chơi, chơi đột kích Trung Quốc không có bạn chơi, có bạn chơi chơi cái chế độ này rất là vui luôn. Nếu mà nó giờ Việt Nam thì định mà ở ngoài quán net á, mấy anh em tụ hợp lại là mình còn tầm 50 thành ấy vào chơi thủ cái này thì vui phết đấy bạn ơi. Mà nhiệt một cái là bên đột kích Trung Quốc mấy con Zoom này nó rất là tích cực luôn. Mình thử bạn mình chơi khó thắng lắm bạn ơi. Mình xem mấy clip của người ta chơi chỗ đồ này cũng rất là khó thắng. Phụ thuộc rất là nhiều vào đồng đội luôn bạn ơi. Đấy à, rồi nó mở hai cửa nhỏ nè. Bây giờ chúng mày hai cái cửa đó độ phân xuất hiện Zoom rất nhiều. Chúng ta càng lui thì cái cửa này càng mở này. Đây nó mở rồi đây. Bay qua nè. Chỗ này là chúng ta phải bay cẩn thận nha. Rớt phát chết luôn đấy. Sái nào, đúng rồi, sái vô, hai con tơ luôn à, hai con tơ luôn bạn ơi, mình tưởng một con chứ hai con lận. Cái map này là chúng ta sợ nhất là cái con nữ y tá này, với lại cái con tia chớp này. Nữ y tá thì định mà nó tàng hình rất là khó thấy luôn, và con tia chớp thì nó quanh bom thì nhiều lúc chúng ta không để ý, không nhắn ship, là cầm những khẩu súng nhẹ là đôi khi chúng ta lại rớt tổm, đúng không bạn? Nhảy qua những cái gọi là, ý, lấy đây, úi ôi, lấy này. Này đóng cửa lại đó, các bạn thấy chưa, nó có cái nút bấm đó, chúng ta phải đóng cửa lại. Mình chơi chỗ này cũng được vài ván rồi. Mấy bạn định mệnh nhiều lúc gặp mấy ông mà trời ơi, cứ đấm bờ nó vào ra chém một ván cho hết. Thế là mấy thằng kia nó biến thành hero nó chơi các bạn ơi. Vãi nồi lắm, nhiều lúc nhiều thanh niên chơi mất dậy vậy chướng luôn. Cứ đóng mở thôi là sắp mệt. À, xoáy. Bây giờ thì nó mở một cái cánh cửa bên hông bên phải rồi, chui qua cái lỗ này nè các bạn ơi. Chúng ta phải canh cái lỗ này nha. Bất cứ cái điều gì xảy ra nhưng mà không cho con Zoom nào lọt qua lỗ này, nó lọt qua một phát là chắc chết các bạn ơi, chết ngắt luôn đây. Đấy, con tơ này trời ơi, tuổi gì bạn ơi, tuổi gì không có tuổi đâu. Úi ôi ôi, đó lại mở đóng nữa, cái thằng này vãi nồi ạ. Lo thủ chỗ này không chịu thủ, cứ trôi đó, nó vào nó chém phát chết luôn. Rồi tiếp tục một cái vòng mới đây, chúng ta ngồi đây chúng ta thủ Zoom này, chúng bị Zoom nó chạy qua này. À, một số bạn thì chạy thẳng qua đầu bên kia, nó có hai đầu nha bạn, hai đầu nữa ta chia 50-50 ra đó. Một số là chúng ta sẽ thủ chỗ này, một số anh em qua phía cái thùng đạn bên kia. Rồi hết chưa, hết chưa. Ồ, vẫn còn phải bắt cho hết cái tụi này chứ không là lệnh mà nó ren nó cào lén mình cái sắp mạch luôn đó. Hết chưa, ấy anh em thấy phía bên kia nó cũng xuyên qua không. Zoom nó sẽ bắt đầu vòng cái vòng phía bên ngoài của mình này, mình phải làm cho nó đi chậm lại, chậm nhất có thể để mà chúng ta qua cái cửa sau luôn bạn. Hàng hóa đâu rồi, mình đứng cho đây thử này. Ui rồi, bắn một khoảng thời gian nữa thì cái cửa nó sẽ mở. Này mở rồi này, và chu vào cửa này, bay vào phía bên kia. Ui rồi, bùm chiu, anh em thấy bay cao và xe chưa? Chà, nhảy cẩn thận chỗ này. Ui rồi, có ông nào rớt không? À, mất kéo rồi.
Bánh rồi ạ, bánh nè, đúng rồi, thủ nó nè. Hình như là mình chỗ này thủ được bạn ơi. Này nó hình như nó mới bở cái cửa kia mình thủ được này. Cứ đứng chỗ này hốt đạn thôi. Mình chơi máy bắn trước các bạn. Thì không phải tới level này đâu, không phải tới cái cửa này đâu là ông ta vẫn còn sống như thế này đâu. Mình thấy là mấy ông nó biến thành hero từ cái cửa thứ hai à. Định mệnh chơi này khó lắm. Mấy thanh niên vừa trôi mất dậy lại vừa định mệnh gà nữa chứ, ít đạn nữa. Nên là thành hero bắn một mình thôi. Lần này mình chơi cái ván thứ năm này á là khá là ngon, tại vì người còn sống rất là nhiều. Nếu mà đỡ mà đi tới cái trận cuối mà người còn thì cũng hơi bị canh bạn ơi. Không biết ván này mình có thể nào mà mình cố gắng sống sót tới cuối cùng rồi không. Vừa cái chuyện win thì chơi cái map này rất là khó win bánh này. Úi rồi ôi, lên cầu thang. Cái map này khó lắm, khó rất là khó win luôn. Nhưng mà mình chỉ làm video trải nghiệm cho bạn xem thôi, chứ win thì mình cũng chưa mơ tới. Để một khoảng thời gian sau mình tìm hiểu, mình rủ thêm anh em nhớ, chơi một mình khó win lắm rồi. Cái này mà win thì lúc cuối là mấy con tơ hay mấy con dơm là nó thoát hết ấy thì win được. Chứ mà nó còn sống thì sao win. Rồi đứng vô đây thủ nè. Ở ván trước mình cũng có thành hero rồi bạn ơi. Mình đứng vô đây mình bắn súng bóng liều quá. Ui xùi ôi, nó đá mà nó phê thở bạn luôn là toàn multi kill rồi đó. Cứ đứng vô này nạp đạn bắn vào cái lỗ này là trời ơi multi kill và nó lôi cả mồm luôn. Đó, dơm nó cứ vô như thế này thì bắn sướng lắm. Nghiệt cái là dơm bên Trung Quốc á, người ta rất là hăng hái luôn, chứ không phải chết xong đứng đâu. Người ta cứ đậu phòng xong vào ao ao như thế này chạy không kịp luôn mọi. Lần này chúng ta tiếp tục thẩm du trên này, bánh cái cầu giả sạch này, que hết luôn này là chúng ta bánh cái cầu giả sạch đấy, còn hai cái dây rồi đó, đúng rồi anh em thấy chưa. Chỗ này thẩm du thì thôi hết nói hết sải luôn. Ôi, cố gắng thủ chứ không ra cái phía trước một xíu là nó không có hành lang là tụi ti chết nó quanh phát rớt xuống này mình công khó. Bây giờ anh em thấy là nó quanh một phát đổ vào quanh cả khúc không cơ không sốc đe. Đúng rồi anh em cứ sái thoải mái đi. Có bao giờ mà các bạn thấy cái tới cái level này mà người vẫn còn sống không, hơi bị căng đấy. Tới level này là mình thấy các bạn toàn là thành hero thôi. Rồi chỉ còn 11 giây nữa nó mở cửa này. Rồi sau lưng của mình có một cái cửa, cứ thủ nó đi, cố gọi là làm chậm bước chân của nó dài đến đâu hay đến đó bạn ơi. Úi rồi ôi que này, ui ôi chỗ này cao vãi trướng luôn này. Trời ơi đừng mít nha. Ái à, xém rớt vãi cả nồi hả, xém rớt luôn anh em ơi. Vãi thằng kia nó ném quả bom uổng vậy. Quả bom mà có xanh xanh đó là quả bom làm chậm đó bạn. Xái đi xái đi em ơi. Nó nhảy bên đây, nhảy đây. Cẩn thận cái này mít phát là đi luôn á. Rồi sốt nó anh em ơi, sốt kiếm multi thôi. Trời ơi mẹ ơi, mấy ông mà thành hero cái chỗ này á, mình thở bạn là dôm nó cứ vô không có được. Ơ ở trên mình có cái hình gì kìa thiệt đẹp các bạn ơi, cái tượng gì à, có hai bàn tay ra kìa. Ồ mé đẹp vãi trưởng luôn, ngon lành cà đào đấy. Rồi đứng chỗ này thủ cũng ngon chứ, nếu mà chứng minh chịu gọi là chịu hợp tác dồn lại một chỗ thủ thì mình nghĩ chắc sẽ được. Chúng mình đã mở cửa bạn ơi. Ui rồi ôi nó nhảy kìa. Ui rồi ôi làm gì mà bắn được đây. Vô anh em ơi, lên cái hòn lan định mệnh lên. Sao lại chạy lung tung vậy, tập trung chỗ nào một chỗ thôi. Đúng rồi lên này này, vãi lồi mít rồi. Ui rồi nó bị lách rồi. Tại sao không tui rồi bạn ơi, chơi cái này chúng ta phải đoàn kết, tới này là thua chắc rồi bạn ơi. Trời ơi mẹ ơi, đừng chém tao, tao lên đây, lên trời cuối giờ rồi tự nhiên lách sơ lay mày á, bữa biến thành hero này. Ui rồi nó bị mít các bạn, mày nó bị lách quá vừa cuối đợt mình lách mày hả bưởi này. Trời ơi con tơ luôn lách các kiểu này. Lên này, tao lên trời ơi mẹ ơi nó chết quay sau đất một phát còn có giấy máu à. Trời ơi mẹ lách quá mình phải cẩn thận xíu. Mí, khó chịu thiệt nè. Nếu mà anh em tập trung cho này đông này là win này, mình đảm bảo. Ui rồi kinh quá rồi chết rồi mẹ, nó vãi cả nồi thiệt. Anh em phải lúc đầu là anh em phải lên cái thùng đạn đó, anh em thẩm vô khoảng tầm 5 thành hero đó thì chờ sắp hết giờ rồi anh em sẽ leo lên trên này. Đây mấy anh em đang thủ anh này, chỉ cần vài cái phóng lựu thôi mình lên này là win thôi. Mệt nó tự dưng cái chia lẻ làm gì. Mấy ông dâm này cũng thời cơ vãi trưởng luôn, không đi chém kè anh cứ đứng lên này chờ đó. Anh em thấy nó đứng nó chờ không, nó chờ một đống lên này chờ hero nào lên là xúc. Tại vì khi mà hết giờ thì chúng ta phải leo qua cái chỗ cầu thang đó để mà chúng ta lên trên kia để mà ta win. Trời ơi vãi nồi thiệt, còn hai thành còn một thành. Úi trời chết rồi, anh em xem clip nhớ để lại một like, một share và một subscribe ủng hộ mình nha. Và bây giờ thì bye bye, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.